lại là Bơ đây. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau biến hóa căn nhà thú cưng này trở thành một căn nhà để đón Tết, nhưng mà không phải theo cách hiện đại như Bơ hay làm, mà trở thành một căn nhà ở dưới miền quê nè, hoặc là ở dưới nông thôn á mọi người. Bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên, tụi mình sẽ cùng nhau trang trí các phần sân của căn nhà này. Bơ quyết định chọn căn nhà thú cưng này thay vì những cái nhà khác, tại vì căn nhà thú cưng này có một cái sân rất là to luôn, mà có thể trang trí thêm những cái món như là rơm nè, gà nè, hoặc là trái cây ở ngoài đây, cây cỏ, rồi cái kiểu nhìn nó sẽ giống miền quê hơn á. Những cái món mà mọi người đang thấy Bơ trang trí là những món Bơ lấy ngoài thành phố vào để trang trí thêm. Nếu như mọi người muốn lấy những cái món này giống Bơ thì đừng quên xem đến hết video nha, tại vì ở cuối video Bơ có để cách mà Bơ lấy mấy cái này á. Mọi người để mấy cái rổ trái cây này như thế nào mà nó che được cái chậu cây ở bên dưới là đẹp luôn. Tại vì cây ở dưới quê thì nó sẽ không nằm trong chậu mà nó sẽ được trồng ở dưới đất luôn á. Tiếp theo, tụi mình sẽ cùng nhau trang trí phòng khách nha. Cái phòng này thì nó hơi dài nên là Bơ quyết định cắt ngang hai cái ra, bên trái Bơ sẽ trang trí phòng khách và bên phải sẽ là phòng bếp á. Không biết ở đây có bạn nào giống như Bơ không, nhưng mà Bơ là người Sài Gòn, có nghĩa là Bơ sẽ ăn Tết tại Sài Gòn luôn á. Ở trên đây vào buổi Tết thì nó rất là vắng nè, với lại kiểu cảm giác nó không có được vui như ở dưới miền Tây. Bơ thấy Bơ có bạn ở dưới miền Tây á, mỗi lần mà Tết tới trời nó vui dã man luôn. Trong nhà trang trí đồ nè, với lại gia đình sum vầy rồi nấu bánh chưng bánh tét đồ, trời nó đúng vui luôn á. Cho nên đó là lý do tại sao hôm nay Bơ trang trí một căn nhà theo kiểu miền quê thay vì theo kiểu hiện đại như Bơ hay làm. Trời ơi, quá trời u mê cái sự Tết ở dưới miền Tây rồi, mọi người thông cảm cho Bơ nha. Nói là căn nhà này trang trí theo kiểu dạng ở quê, nhưng mà thiệt ra nó là theo kiểu dạng hơi cổ điển một chút xíu. Nó vẫn phù hợp với những bạn nào mà thích hiện đại. Mọi người hoàn toàn có thể thay những cái như là loa nè, hoặc là cái máy phát nhạc ở đây thành những cái mà mọi người thích, nó sẽ trở thành một căn nhà hiện đại hoàn toàn luôn. Nhưng mà Bơ chọn căn này tại vì nó có cái sân á mọi người. Ban đầu thì mọi người chưa nhìn ra được không khí Tết đâu, nhưng mà bỏ mấy cây hoa đào này vô một cái, trời ơi nhìn nó Tết rực rỡ luôn. Tại vì ở đây Bơ có một cái cây hoa đào nhỏ rồi, nên là Bơ quyết định để hai cây hoa đào to này ở dưới ghế để nó trang trí thêm ở bên góc tường á mọi người, cho nó xinh xinh vậy thôi. Và tiếp theo, tụi mình sẽ cùng nhau trang trí căn phòng bếp nha. Cái phòng bếp này thì nó sẽ hơi nhỏ chút xíu, nhưng mà Bơ đảm bảo với mọi người là nếu như mọi người cần cái gì thì cái nhà bếp này đều đáp ứng đủ cho mọi người luôn á. Tại vì nó nhỏ nhỏ ra thôi chứ nó chứa cũng được đủ đồ lắm luôn á. Ở đây thì có bếp nè, có lò vi sóng, có tủ lạnh, với lại có cái kệ để mọi người có thể để những cái đồ ăn linh tinh lên đây, hoặc là chén dĩa gì cũng được á. Cái hôm mà Bơ đăng video này lên cho mọi người xem á thì sẽ rơi vào ngày 28 Tết. Trời ơi, Bơ nhớ mới hôm nào Bơ còn chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nè, rồi mùng 1 tháng 1 năm 2024 vui vẻ. Mà tới giờ là 28 Tết âm của mình rồi, quá trời nhanh luôn á. Dù sao thì tới đây cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ủng hộ Bơ và đã comment rất là nhiệt tình những cái lời yêu thương dành cho Bơ nha. Chúc mọi người có một năm mới thiệt là bình an, vui vẻ bên gia đình và đặc biệt là luôn luôn hạnh phúc. Nếu như bạn nào còn đang đi học thì Bơ tin chắc mọi người sẽ có một cái năm học rất rất là tuyệt vời luôn. Và không chỉ riêng năm 2024 mà Bơ chúc cho mọi người từ đây về sau, bất kể năm nào thì mọi người cũng đều luôn may mắn và vui vẻ hạnh phúc nha. Nói tới đây thôi mà Bơ đã trang trí gần xong cái phòng khách rồi. Ở đây Bơ chỉ còn có thêm đèn với là chỉnh chỉnh mấy cái bàn mấy cái ghế lại nữa thôi là xong rồi á mọi người. Trời ơi, rất rất là nhanh luôn á. À đúng rồi, có gì mọi người comment cho Bơ biết với nha, là mùng mấy mọi người đi học lại giờ, để trong cái khoảng thời gian này Bơ biết Bơ đăng video nhiều hơn trước khi mà mọi người đi học lại á. Cảm ơn mọi người. Và tiếp theo, tụi mình sẽ cùng nhau trang trí phòng ngủ nha. Căn nhà này thì mình có thể tách được làm hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ. Ở đây thì Bơ đang trang trí phòng ngủ lớn á. À tự nhiên nói tới đây, Bơ coi video Bơ mới phát hiện ra là Bơ quên trang trí màu tường với lại màu sàn á mọi người ơi. Nên là nếu như mà mọi người muốn nó đẹp nhất có thể thì mọi người nhớ xem từ cuối video để mọi người xem được cái màu tường màu sàn, rồi mọi người hẳn trang trí nhìn cho nó đẹp nha. Trời ơi, dạo này Bơ bất cẩn lắm luôn á. Người ta là trang trí màu tường màu sàn trước, tự nhiên Bơ quên tới cuối Bơ mới trang trí. Mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho cái sự ngốc nghếch này của Bơ. Bơ cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Sẵn ở đây, Bơ xin thông báo với mọi người luôn là cái kênh YouTube này của Bơ sẽ hoạt động xuyên Tết. Có nghĩa là nếu như mọi người có chuyện vui, chuyện buồn hoặc là bất kỳ chuyện gì trên đời muốn kể cho Bơ nghe thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Bơ chắc chắn sẽ đọc hết tất cả bình luận của mọi người luôn. Và trong Tết Bơ cũng khá là rảnh đó, nên là Bơ sẽ trả lời bình luận thường xuyên hơn. Và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Bơ nha. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Ở đây Bơ thấy chấm chấm là trang trí thêm con rồng với lại cái cây nữa là xong rồi. Và tiếp theo, tụi mình sẽ cùng nhau trang trí nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này thì diện tích nó không có được to, nên là Bơ cũng đã cố gắng hết sức có thể để cho thật là nhiều đồ ở trong đây, nhìn cho nó không có bị trống á mọi người. Thời gian gần đây thì có rất là nhiều bạn comment là dạo này Bơ rất là xuyên ra video nè, với lại dạo này Bơ rất là tiếp thu ý kiến của mọi người á.
giống như kiểu mọi người nói như vậy là không đẹp, như vậy là sẽ xấu, thì Bơ cũng sẽ lắng nghe và sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người. Những video sau thì Bơ không làm như vậy nữa. Thiệt ra thì có, Bơ có thay đổi theo ý kiến của mọi người rất là nhiều luôn, nhưng mà những cái thay đổi của Bơ thì nó chỉ nhỏ nhỏ thôi mọi người. Nếu như mọi người tin mắt thì mọi người mới có thể nhận ra, nhưng mà Bơ không ngờ là có quá trời bạn tin mắt, có quá trời bạn yêu thương Bơ để ý Bơ mà nhìn ra những cái đó luôn á. Cái thay đổi đầu tiên mà Bơ nghĩ là dễ thấy nhất đó chính là cái hình bìa thumbnail lúc mà mọi người click vào cái video của Bơ để mọi người xem. Trời, hồi đó Bơ làm rất là đơn giản nha, mọi người cũng nói khá là nhiều. Sau này thì Bơ đã bắt đầu cải tiến hơn và cũng đã hoàn thiện bản thân mình hơn. Những cái thumbnail tới bây giờ Bơ thấy nó vẫn chưa gọi là đẹp lắm so với cộng đồng YouTube, nhưng mà đối với Bơ thì cái đó là cái mà Bơ đã cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thiện được rồi. Và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều về đóng góp ý kiến cho Bơ nha. Và tiếp theo tụi mình sẽ cùng nhau trang trí căn phòng ngủ nhỏ. Và đây cũng là cái phòng cuối cùng hôm nay tụi mình trang trí rồi. Nhưng mà ở trong video này sẽ có một cái phần thông báo khá là quan trọng, nên nếu như mà mọi người không muốn bỏ lỡ cái thông báo này thì đừng quên xem đến cuối video của Bơ nha. Và căn nhà này cũng sẽ là căn nhà mà Bơ dùng để quay cho những video tới sắp tới. Nếu như mọi người muốn xem thử Bơ sẽ ở trong căn nhà này như thế nào thì đừng quên cho Bơ xin một nút subscribe, cho Bơ xin một nút like video. Và nếu như mọi người muốn là những người đầu tiên xem video của Bơ thì đừng quên bật chuông thông báo đó. Cảm ơn mọi người. Dạo gần đây Bơ mới biết đó là theo YouTube thống kê thì những cái bạn xem video của Bơ đa số là những bạn chưa đăng ký kênh cho Bơ không à. Nên là nếu như mọi người nghe được cái câu này thì mọi người hãy đăng ký cho Bơ nha. Tại vì mục tiêu của năm 2024 của Bơ sẽ là 100.000 người đăng ký để Bơ nhận được cái nút bạc càng sớm càng tốt. Như vậy thì Bơ sẽ có rất là nhiều giveaway cho mọi người luôn á. Nên là nếu chưa đăng ký hãy đăng ký cho Bơ nha. Tụi mình cùng nhau vui vẻ và cùng nhau có quà nữa. Còn lúc này là lúc mà Bơ đang sửa chữa những sai lầm của mình, đó chính là Bơ đã thêm giấy dán tường với lại giấy dán sàn nè mọi người. Nên là mọi người nhớ làm cái này trước khi mà trang trí nhà nha. Còn bây giờ thì mọi người cùng Bơ nhìn lại thành quả, nãy giờ tụi mình đã trang trí được cùng nhau cái gì rồi nha. Đây là căn nhà mà Bơ khá là thích với lại khá là tâm huyết luôn á, cho nên là mong mọi người cũng thích giống như Bơ. Còn từ đây đến cuối video sẽ là thông báo quan trọng của ngày hôm nay và cách mà Bơ lấy những cái món mà nãy giờ Bơ thêm vào trong nhà ở ngoài thành phố. Mọi người nhớ xem với Bơ nha. Và sắp tới Bơ cũng có ý định tổ chức một cái mini game nho nhỏ để tặng quà cho những bạn may mắn. Nên là nếu như mà bạn nào có những cái ý tưởng nào đó để tổ chức một cái mini game thì mọi người có thể comment ở phía dưới cho Bơ biết. Giống như là cách thức để chơi mini game đó thì những bạn khác phải làm như thế nào. Nếu như mà bạn nào comment được cái ý tưởng hay, Bơ dùng cái ý tưởng đó thì Bơ chắc chắn sẽ gửi cho bạn đó một phần quà nho nhỏ luôn. Nên là sẵn ở đây nếu như mọi người muốn góp vui với Bơ thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho Bơ biết cách thức mà mọi người muốn Bơ tổ chức một cái cuộc thi mini game nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À và nếu như bạn nào dùng mod của Play Mod giống như Bơ thì ở trong bưu điện sẽ có rất là nhiều đồ luôn và mọi người nhớ bấm vào để xem nha. Đến đây thì phải nói là chào tạm biệt với mọi người rồi. Nếu mọi người thấy video này hay đừng quên cho Bơ xem một nút like, và nếu thích Bơ đừng quên cho Bơ xem một nút subscribe nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.